Ê, 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 ê. Ông vô đây làm gì vậy? Ông đập cái gì đó? Nó bể cái nền đó là sao mà tôi rửa chén được nữa? Mà ông làm cái gì? Rồi gãy cái chày. Mình nãy nhà tôi đóng cửa rồi mà. Mở khóa mày hồi trời nhà quanh khóa. À quên nữa, gặp ông nội nè, ông nội chuyên gia mẹ ông mở khóa đi chắc bó tay luôn. Ông làm gì? Để tôi đập cho. Anh đập đi. Hay lắm. Ờ hay lắm đúng không? Đưa tôi đập cho. Cứ đập, anh cứ đập nát ra đi. Hay lắm Khải. Hay cái gì? Hay lắm. Hay cái con khỉ hay là hay cái gì chứ? Thì cứ đập nát ra đi, hay gì lắm. Gì bệnh gì hả? Không, cái này không phải bệnh đâu. Hay lắm. Ủa mà cái rễ cây này rễ cây gì vậy? Hay lắm, tí nói cho hay lắm. Đập nát đi, anh cứ đập nát ra đi rồi mình sẽ tới câu chuyện sau. Hay lắm hả? Nghe hay lắm. Ê mà lát nữa nó không hay là con mắt tím cũng hay lắm nha. Mắt tím là tôi khi đó tôi hay lắm. Nói chung là anh cứ đập đi, đập xong rồi tí rồi em sẽ tới câu chuyện với anh. Được đó. Chưa. Bây giờ anh hay lắm. Hay lắm luôn, hay lắm. Anh bỏ vô, anh bắt cho em mình bắt nước ra cho em. Đây đúng không? Ừ, hay lắm. Lát nữa quét nhà nghe chưa? Hay lắm. Hay để tôi làm luôn, để tôi làm luôn. Rồi. Rồi, hay lắm. Ừ, hay lắm. Rồi. Chi trời. Hay lắm. Thuốc bổ chắc luôn. Không, hay lắm. Ủa, nó ra nước đục nè. Ừ, hay lắm. Gì vậy ta? Hay lắm. Ủa, nó mắt tím liền hay ở đâu hay. Đó, vắt ra. Tôi lấy vắt, lấy cốt, lấy nước hay lắm. Hay lắm. Này uống đúng không? Không, uống tôi chết rồi. Đi. Gì ta? Quên, cầm giùm cái con kia ra. Gì vậy? Hay lắm, đừng có nhiều, hay lắm. Rồi, để em cầm cái thau ra trước nha. Băng, số dài một miếng nước cho nó sống. Nước mà. Ừ. Anh bắt con cá lóc ra cho nó bơi cho mọi người thấy nó này đang bơi coi. Sống hả? Sao nào sống? Cá gì bơi gì? Cá gì khỏe cố nó gì ta? Đây vô, bưng vô. Bơi đó. Ừ, nó bơi mà. Bưng vô. Đừng nó làm cái chuyện cho mèo nha. Cho mèo đi. Ủa? Tự nhiên là phải tại sao phải đội nón bảo hiểm? Thì nó nói hay lắm thì tôi đội thử cái đúng rồi, đẹp lắm. Rồi cái nước này thế này nè, đổ vô đổ dây hả? Đổ vô cá tự nhiên chín nè. Ừ, đổ vô cá tự nhiên chín nè, đổ vô rồi hay lắm. Rồi hay lắm cái gì bơi kìa. Ừ, cứ để mình quan sát có khi nào nó cái gì một con thành hai con đúng không? Đúng rồi. Hay lắm, trời đi. Hay lắm, nó ngấp rồi, hay lắm. Ừ, hay lắm. Yeah. Hay lắm luôn á. Ừ. Sắp tiếng bắp rồi, hay lắm. Hay lắm rồi đi. À, sau khi mà anh đổ cái nước này vô đúng không? Gì? Anh để cho em, tại vì con này con cá lóc, anh để cho em tầm 10 đến 15 phút. Rồi anh sẽ thấy được kết quả. Hay lắm. Hay lắm. 10 đến 15 phút. Nãy mình mới đổ mới được 2 phút mà là cái gì? 10 phút sau anh sẽ biết. Em ngồi đây em canh luôn mà. Hay lắm. Ừ, hay lắm. Hay lắm. Lát mắt bên trái tím, bên phải nâu. Hay lắm. Chờ đi. Em nói thiệt, được là được. Được mà được cái gì tí em nói cho. Rồi. Đây à, sau 15 phút nè. Anh thấy cái con cá chưa? Anh thấy dấu hiệu con cá chưa? Có vẻ nó như một người sạch. Nó như một người sạch đó. Nó quằn quại nè. Hồi nãy là con cá lóc này là con cá lóc nuôi nha. Ừ. Đó nó phóng ra nè. Anh biết tại sao không? Tại sao lý do? Con cá nó đang bị say, cái nước này làm cho con cá nó say. Và nếu mà nó say lâu quá nó có thể dẫn đến yếu. À. Nó đang còn quậy nè. Nó đang say á. Là sao cái nước này ông cái nãy ông đập là làm cho cá nó say á hả? Ừ. Cái này phía mấy vùng cao ít người ta hay dùng. Là dùng để bắt cá hả? Đúng. Đúng rồi, có con vẽ con cá nó đang quằn quại nè. Thấy chưa? Anh thấy cái biểu. Thấy chưa? Anh thấy chưa? Anh thấy gì chưa anh Khải? Anh thấy chưa? Hay không? Hay. Hay không? Hay. Là có nghĩa là cái anh biết tại sao nó. Bỏ vô. Có nghĩa là cái nước này nó làm cho con cá nó say đúng không? Làm cho con cá nó say, con cá không chịu được, con cá ép buộc nó không ở vùng nước được, nó phải búng lên. Nó búng ra ngoài. À. Nếu nó ở trong đây là nó chịu không được. Là hồi nữa là nó đuối luôn hả? Hồi nó đuối, nếu mà nó vẫn ở trong đây là nó sẽ đuối. À. Tại vì em muốn lấy cái thau khoanh vùng lại cho anh dễ hiểu. Nếu mà đi ra ngoài thiên nhiên á là dễ hơn. À, nghĩa ông nó cái rễ này là dùng để mình bắt cá đúng không? Ừ, nó toạc ra là bắt cá đó. Wow. Nhưng mà cá nó không có chết hả? Nó say.
biểu hiện đó, biểu hiện này anh thấy rồi đó, nó nhảy lên đó, nó nhảy lên, nó nhảy lên, tự nhiên em là khi mà anh đứng trên bờ suối đúng không? À. Anh đập cái rễ trên đầu nguồn á, à. Anh cảm giác là cá nổi lên hết. Đúng rồi. Hay nè. Lúc đó anh chỉ cần anh lấy vợt và anh vợt theo cái đường đó rồi, cá nổi lên hết. Hay vậy. Anh xác nhận hay vậy, hay cách bắt cá, hay. Hay mà con cá có vẻ nó đuối rồi ông ơi, ông bỏ đây nó đuối rồi. Nó đang đuối rồi. Nó chuyển màu luôn, nãy nó màu đen giờ nó màu trắng rồi. Đúng, nó đuối, nó đang rất đuối rồi đó. Hay không? Hay. Tôi tưởng đâu là con mắt không bị hay chứ mà con này thiệt hay thiệt. Đây là cách bắt cá. Đây, mục đích là em qua này em muốn cho anh biết cái này thôi. Trời ơi, nãy giờ đây là một loại cây làm cho cá say. Cây gì vậy? Cây gì hả? Cái rễ này, đây là cái rễ. Rễ cây gấc. Rễ cây gấc, ừ. Là cái trái gấc để mình nấu nước sôi đúng, đúng không? Đúng. Màu đỏ đúng không? Ừ, anh đập ra giống nãy của em rồi đó. À. Anh đập ra giống nãy đó. Nếu mà trên bờ suối cũng được, anh đập trên bờ suối á hay là trong cái ao cũng được. Rõ ràng em làm video thực tế cho anh coi mà. Anh thấy mà. Anh thấy biểu hiện của nó mà. Nè con cá nó đổi màu đúng không ơi? Nó say, nó đổi màu trắng luôn này. Ờ thấy chưa? Nó bị say rồi, cá này bị say. Ơi đơ rồi kìa. Đơ luôn rồi. Đơ nè. Rồi, kiểu này là được rồi. Con cá này, đây là một cái cây gấc làm cho cá nó say. Cá nó say bạn thấy không? Nó tự nhiên nó đổi màu da luôn thấy không? Đúng hồi rồi. Nãy đúng hồi rồi. Nãy nó màu đen, bây giờ nó chuyển sang màu tái nhợt, chứng tỏ đã say thấy chưa? Đúng rồi. Chỉ thấy rồi. Rõ luôn, anh bưng lên, thấy không? Hay, cá hay, đổi hay. Màu thẳng luôn chưa? Đúng rồi, đúng đổi màu mà. Thấy chưa? Hay lắm Khải. Hay. Công nhận. Cái này tôi công nhận nè, đó nó đang ngớp lại y như một người say rượu mà đang thèm nước á. Đúng. Tại vì nước này là nước nhiễm nước dính nước của cây gấc rồi, cho nên nó phải nhảy ra ngoài thôi. Nếu ở trong này nó say chịu nổi đâu. Gấc làm cho nhớ là cái rễ nha. Anh lấy cái rễ ra, anh đập giống như hồi nãy em đang làm vậy đó. Rồi ok, rồi. Hiểu rồi. Anh đổ vô nước đảm bảo cá nó say nổi hết lên mặt nước. Nó bơi lờ đúng không? Nãy anh thấy á. Thấy nhưng mà nó không có chết đúng không? Không chết đâu, cái này chỉ là cá say chứ không chết. À hiểu rồi. Bây giờ mình muốn nó tỉnh lại, anh mang cá này anh bỏ qua bên thau nước mới á. Tự nhiên tí da của nó đen lại. Tại vì con nó say nó tái rồi. Lần đầu tôi mới thấy á. Cả anh hay là cái này cái mẹo bắt cá của ông bà xưa đúng không? Không của người không nữa trừ á. Bắt giữ được mà. Nước là chịu nổi, gớt là nó kỹ của cá mà. Thôi để tôi đi thay nước đây, để nó chết ha. Nếu mà thấy cái mẹo này hay nhớ đăng ký bật chuông nha. Tôi sẽ cố gắng mang đến cho gia đình những cái mẹo hay nhất